Bạn chuẩn bị vở để chúng ta bắt đầu học. Buổi học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái bài học dòng điện trong kim loại, cả về mặt lý thuyết lẫn bài tập. Cho nên là các bạn chuẩn bị vở và ghi cho thầy một số cái điểm đáng chú ý. Chúng ta bắt đầu luôn. Về phần bài bản chất dòng điện trong kim loại này ạ, thì cái thứ nhất này, cái lưu ý thứ nhất mà các bạn nắm cho thầy, không phải khi chúng ta xét dòng điện trong kim loại mà xét dòng điện trong một môi trường bất kỳ. Và trong cái chương số 4 này chúng ta sẽ xét các môi trường là gì? Kim loại này, chất khí này, rồi là điện dung dịch, điện phân thì viết tắt, và bán gì, bán dẫn này, rồi là chân không. Đấy, khi xét bản chất dòng điện trong một môi trường bất kỳ thuộc các loại môi trường này, thì việc đầu tiên mà các bạn cần nắm cho thầy đấy là trả lời câu hỏi đầu tiên, đấy là hạt tải điện tự do. Hạt tải điện tự do trong môi trường đó là gì? Trong môi trường, được chưa? Hạt tải điện tự do trong môi trường đó là gì? Với cái dòng điện trong kim loại, với cái môi trường kim loại, thì hạt tải điện tự do trong môi trường kim loại lại chính là các electron. Các bạn chú ý nhé, các electron, hạt tải điện tự do trong kim loại. Thế tại sao chúng ta có điều này? Bởi vì các bạn học hóa, các bạn biết về mặt cấu hình electron của các nguyên tử kim loại, đúng không? Nó thường có lớp ngoài từ 1 đến 3 e. Các e này là dễ dàng, rất dễ, tức là dễ thoát ra khỏi lực hút của ion, tức là hạt nhân, làm cho nguyên tử trở thành bị ion hóa, được chưa? Như vậy là electron khi mà tách khỏi nguyên tử làm cho nguyên tử trở thành ion dương, còn electron sẽ di chuyển tự do này. Electron sẽ di chuyển tự do, nó có thể va đập rồi lại phản xạ, tức là di chuyển tự do hỗn loạn bên trong khối kim loại. Để các bạn chú ý như thế. Đấy là đặc thù của kim loại. Và các ion dương, các bạn chú ý như thế, các ion dương sẽ sắp xếp một cách có trật tự, sắp xếp thành một cách có trật tự này. Riêng ion dương nhé, sắp xếp một cách có trật tự, và cái trật tự này tạo thành mạng tinh thể. Chỉ có electron là di chuyển hỗn loạn thôi, còn ion dương thì sắp xếp một cách có trật tự tạo thành mạng tinh thể. Một cái điều nữa mà các bạn lưu ý cho thầy trong cái phần kim loại này, đấy là các ion dương của chúng ta này sắp xếp có trật tự. Các cái hạt tròn to này, các bạn quan sát các hạt tròn to này đại diện cho các ion dương, và đây là cấu trúc mạng tinh thể của đồng, thấy chưa? Đấy, nó được sắp xếp trên một cái hình này. Các bạn chú ý nhé, nó có cả ở các cái diện này, tức là ở các cái mặt này. Thì cái ion dương này nó không tách khỏi vị trí cố định của nó chỉ dao động, tức là nó chỉ lắc đi lắc lại này, hoặc là lắc đi lắc lại theo chiều này, hoặc lắc đi lắc lại theo chiều này. Nó chỉ lắc đi lắc lại, còn riêng electron thì có thể đi di chuyển trong cái nội khối này, nó di chuyển hỗn loạn trong bên này và đập rồi là không có quy luật xác định, thì người ta gọi là di chuyển hỗn loạn, được chưa? Và chính cái sự di chuyển của electron tự do này thì sẽ dễ dàng tạo nên dòng điện trong kim loại. Các bạn chú ý, nó được xếp vào hạt tải điện tự do. Lý do là bởi vì nó có thể di chuyển tự do. Được chưa? Như vậy cái lưu ý thứ nhất là các bạn nhớ cho thầy là hạt tải điện tự do trong kim loại chính là các electron.
Còn trong các môi trường này chúng ta sẽ xét tiếp, ví dụ trong chất khí nó là gì, trong dung dịch điện phân nó là gì, trong bán dẫn nó là gì, trong chân không nó là gì. Sau khi mà các bạn trả lời được cái câu hỏi á, hạt tải điện tự do trong kim loại là gì, thì các bạn sẽ dễ dàng suy ra được bản chất. Ở đây các bạn sẽ dễ dàng suy ra được bản chất. Làm sao chúng ta có thể suy ra được bản chất của dòng điện trong kim loại thì các bạn rất dễ. Sau khi xác định được hạt nhá, hạt tải điện cộng với cái biểu thức mà lực điện tác dụng lên điện tích trong điện trường, tức là F điện bằng Q mà nhân với gì nhỉ, Q nhân với E, thì các bạn suy ra được là hạt âm, hạt mang điện âm, hạt tải điện âm thì nó sẽ di chuyển như thế nào nhỉ, ngược chiều của E, đúng không? Còn hạt dương, hạt mang điện dương nó sẽ di chuyển theo chiều của E, được chưa? Đấy, và chúng ta phát biểu suy ra được bản chất dòng điện trong các môi trường ngay. Tức ví dụ bản chất dòng điện trong kim loại sẽ là gì, bây giờ thầy sẽ phát biểu bản chất dòng điện trong kim loại. Sau khi chúng ta xác định được hạt tải điện tự do trong kim loại chính là các electron thì các bạn phát biểu như sau: bản chất dòng điện trong kim loại là dòng chuyển rời có hướng của các electron ngược chiều điện trường. Tại sao lại là ngược chiều điện trường? Lý do rất đơn giản, các bạn chú ý cho thầy, đó là bởi vì electron là hạt mang điện gì nhỉ, mang điện âm, đúng không? Mang điện tích âm. Điện tích của electron thì chúng ta biết rồi, nó là QE chính là bằng trừ 1,6 10 mũ trừ 10 gì 19 coulomb. Đấy, cho nên bản chất dòng điện trong kim loại chính là dòng chuyển rời có hướng của các electron ngược chiều điện trường. Các bạn chú ý nhé, hạt mang điện âm F bằng QE, cho nên hạt mang điện âm sẽ chuyển động ngược chiều điện trường. Tiếp tục là các bạn nắm cho thầy cái điện trở của kim loại. Về dòng điện trong kim loại này cũng hay có cái mục mà người ta hay gọi là điện trở của dòng điện trong kim loại. Thì thứ nhất là nếu như chúng ta xét một vật dẫn này, vật nhá, mà nó có dạng là hình trụ, dạng trụ đồng gì, đồng chất này, thì chúng ta có một cái tiết diện ngang là S, đúng không? Dài L, được chưa? Thì các bạn chú ý rằng chúng ta có R bằng rho nhân với L mà trên S. Cái công thức này là chúng ta được tiếp xúc ở trung học cơ sở, tức là điện trở của dây dẫn kim loại, điện trở suất này, chiều dài dây và tiết diện ngang, diện tích tiết diện ngang. Các bạn chú ý cái công thức này cho thầy nhé, R bằng rho L trên S. Và đương nhiên các bạn tư duy thì sẽ biết được cái S này nó nằm ở dưới, bởi vì cái dây mà càng to thì cái tính cản trở càng gì nhỉ, càng ít. Chính vì thế mà nó phải nằm dưới, tức là chúng ta hiểu nôm na giống kiểu là băng thông rộng, được chưa? R bằng rho L trên S. Thế thì trong cái phần điện trở của kim loại này, các bạn nắm cho thầy mấy yếu tố này. Công thức rồi, bây giờ là nguyên nhân gây ra điện trở. Để xem nguyên nhân gây ra điện trở, được chưa? Nguyên nhân gây ra điện trở thì các bạn có thể quay lại cái mô hình khi trước này. Sau khi chúng ta có bản chất dòng điện trong kim loại nhé, thầy cho các bạn xem một cái đoạn video. Đây, chúng ta có một cái mô phỏng. Đây là một cái khối kim loại, dây dẫn làm bằng khối kim loại, các bạn chú ý đó này, ở phần dưới đấy. Thế thì bình thường các bạn sẽ thấy các electron này, tức là khi chúng ta chưa đóng mạch, mạch đang ợp, electron nó sẽ chuyển động hỗn độn trong cái khối kim loại này. Còn ion dương nó chỉ dao động tại chỗ thôi, ở
Ở đây không mô tả sự dao động của ion dương, nhưng các bạn chú ý rằng ion dương nó chỉ dao động tại chỗ. Thế bây giờ thầy đóng mạch. Thấy chưa? Đóng mạch tức là thiết lập một hiệu điện thế giữa hai đầu với vật dẫn này. Thì các bạn quan sát thấy ngay rằng là các electron nó không còn di chuyển lộn xộn nữa, mà lập tức nó sẽ di chuyển mạch ngoài này. Ở đây là cực dương, ở đây là cực dương nhé, bên phía tay trái của các bạn là cực dương, bên phía tay phải là cực âm. Như vậy cường độ điện trường sẽ hướng từ, với cái vật dẫn này thì nó sẽ hướng từ cái đầu bên này. Đây các bạn thấy chưa, đầu chuột thì đang di chuyển sang bên này, tức là bên trái sang bên phải. Cường độ điện trường hướng từ bên trái sang bên phải. Trong khi đó thì electron nó sẽ di chuyển từ bên bên phải sang bên trái, di chuyển. Các bạn đóng, các bạn nhìn nhé, đang di chuyển hỗn độn này. Đấy, các electron là màu đỏ đấy, đang di chuyển hỗn độn. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đóng mạch. Chúng ta đóng mạch tức là cái khóa K này chúng ta chập lại thành mạch kín này. Đây là nguồn điện giống như một cái pin ấy. Đóng mạch thì lập tức điện trường nó sẽ định hướng cho các electron di chuyển có hướng và đèn này sáng. Đấy, các bạn hình dung bản chất chưa? Như vậy dòng chuyển rời có hướng của các electron ngược chiều điện trường. Thế thì còn nguyên nhân gây ra điện trở là gì? Các bạn chú ý ở đây chúng ta có một cái nguyên nhân, đấy là trong quá trình di chuyển các electron nó sẽ va chạm với ion dương ở nút mạng. Được chưa? Luôn va chạm với các ion dương dao động xung quanh nút mạng và truyền cho nó một phần động năng. Cái phần động năng này sẽ làm cho cái vật dẫn của chúng ta nó tỏa nhiệt đấy, điện trở đấy, điện trở tỏa nhiệt đấy, thấy chưa, chuyển thành nhiệt, và chính là cái nguyên nhân gây lên tác dụng nhiệt này, các bạn chú ý. Như vậy là chính sự cản trở của các ion dương đấy là gây nên điện trở, đúng không nào? Thì cái phần này các bạn nhớ cho thầy nguyên nhân gây ra hiện tượng tỏa nhiệt và gây ra điện trở thì chính là sự va chạm của các electron với ion dao động xung quanh đốt mạng. Tiếp nữa các bạn chú ý cho thầy này. Đấy là chúng ta có một cái khẳng định điện trở của kim loại nó sẽ tăng theo nhiệt độ. Điện trở của kim loại tăng theo nhiệt độ. Các bạn quay lên ở phía trên một chút. Đây chúng ta có cái mạng tinh thể này. Bây giờ thầy có nhiệt độ là T1. Ví dụ như bằng thầy lấy bằng 30 độ C đi. Thì cái ion đồng này nó sẽ dao động như này. Dao động như này nhá. Với cái tần số là F1 và cái độ lệch lớn nhất thầy ký hiệu là A1, số cái vị trí cân bằng của nó là A1, nó lắc này. Thế thì đầu tiên nó sẽ lắc từ từ với nhiệt độ 30 độ C, nó sẽ lắc với một cái giá trị xác định nào đấy 2-3 lần trong một giây đấy. Bây giờ thầy tăng nhiệt độ lên đến T2 bằng 100 độ C. Tức là T2 sẽ lớn hơn gì nhỉ? T2 sẽ lớn hơn T1. Thì chắc chắn một điều rằng các bạn sẽ thấy F2 nó lớn hơn F1. Tức là cái tần suất nó dao động sẽ mạnh hơn và cái A2 nó sẽ lớn hơn A1. Tóm lại là khi nhiệt độ tăng, nhiệt độ này này tăng thì mức hỗn độn hay là chuyển động nhiệt của ion là như nào nhỉ? Tăng. Chuyển động nhiệt dùng từ mức hỗn độn này đấy, chuyển động nhiệt của ion là tăng. Đúng không? Thế bây giờ thầy lại lấy một cái tình huống là các bạn giống như kiểu các bạn đang hôm trước thầy nói rồi đấy, giống như kiểu các bạn có một cái dòng người di chuyển trong lớp mà lại có hai người mà đứng ở cổng cứ đi lại. Nếu như người đấy mà đi chậm thì cái sự cản trở dòng người đi từ trong lớp ra ngoài sẽ là ít. Nhưng nếu người đấy, hai người đấy là cứ chạy đi chạy lại thật là nhanh thì các bạn thấy sự di chuyển của dòng người ở phía trong ra ngoài sẽ khó hơn, tức là sức cản sẽ khó hơn. Thì đấy là một cái liên hệ trực quan giữa cái việc là nhiệt độ cao thì chuyển động nhanh thì nó sẽ cản trở sự di chuyển có hướng mạnh hơn. Và đấy chính là nguyên nhân làm cho điện trở của kim loại tăng theo gì? Nhiệt độ. Các bạn chú ý nhé, điện trở của kim loại tăng theo nhiệt độ. Cái sự tăng nó sẽ như thế nào thì nó áp dụng theo cái công thức rho bằng rho không 1 cộng alpha delta t. Công thức này thì nó gần giống với cái công thức
sự nở dài với nhiệt. Các bạn thấy không? L bằng L0 này. L0 nhân với 1 cộng alpha delta gì? Delta T, đúng không? Đấy, sự nở dài nó gần giống, tương đồng với cái công thức này. Trong đó cái đại lượng rho này người ta gọi là điện trở xuất nhé, điện trở xuất của kim loại. Và đương nhiên rằng là cái giá trị rho này, điện trở xuất của kim loại này nó sẽ phụ thuộc vào bản chất của chất làm điện điện trở. Hay nói cách là bản chất của kim loại. Vàng một giá trị, bạc một giá trị, nhôm một giá trị, đồng một giá trị, đúng không? Nó phụ thuộc. Đấy. Còn các cái giá trị rho không này là gì? Điện trở xuất ở nhiệt độ thường này, rồi rho là nhiệt độ này. Nói tóm lại là các bạn nên hiểu đây là thường rồi nhá, còn đấy là giá trị T0. T0 độ C, còn đây là điện trở xuất ở nhiệt độ T độ C, còn alpha là hệ số nhiệt điện trở. Alpha là số hệ số, nó là một hệ số. Và hệ số này nó phụ thuộc vào bản chất, rồi phụ thuộc vào nhiệt độ độ sạch của cái vật liệu mà chúng ta làm nên điện trở, đúng không? Đấy là một số điểm tóm lại là ở cái phần dòng điện trong kim loại này, các bạn nắm cho thầy này. Kim loại thì có cấu trúc mạng tinh thể rồi, đúng không? Số 1 là nắm cho thầy hạt tải điện tự do trong kim loại chính là các electron. Và electron tự do trong kim loại thì sẽ di chuyển hỗn độn. Bình thường sẽ di chuyển hỗn độn không ngừng. Các bạn hình dung chưa? Di chuyển hỗn độn không ngừng. Và khi mà electron di chuyển hỗn độn không ngừng trong cái khối kim loại thì người ta đôi khi người ta còn gọi là khí electron nhé. Các bạn chú ý là khí electron. Chính là cái môi trường mà electron di chuyển tự do trong kim loại, đôi khi người ta gọi là khí electron. Và nó sẽ có một cái mật độ xác định. Mật độ là gì? Mật độ E nhé. Mật độ electron tức là bằng số E. Số E đúng không? Mà trên một đơn vị thể gì? Thể tích. Được chưa? Mật độ là số electron trên một đơn vị thể tích. Và với kim loại thì cái mật độ này nó lớn. Mật độ electron tự do trong kim loại là nó lớn. Và các bạn cũng nhớ cho thầy nhắc lại một lần nữa, đó là môi trường dẫn điện và môi trường điện môi. Chúng ta có hai môi trường về mặt điện. Đấy là môi trường dẫn, môi trường điện môi và môi trường dẫn điện, đúng không? Vật dẫn và điện môi đấy. Thì vật dẫn là gì? Vật dẫn chính là cái môi trường mà có chứa gì? Chứa nhiều điện tích tự do, đúng không? Còn điện môi là môi trường có chứa rất ít điện tích tự do, hay là môi trường cách gì? Cách điện. Đó là về mặt điện học thì người ta chia ra làm hai loại là vật dẫn và điện môi. Được chưa? Rồi thầy đang nhắc là các bạn phải nắm cho thầy ba cái. Thứ nhất là hạt tải điện tự do trong kim loại là electron, rồi bản chất dòng điện trong kim loại. Thì bản chất là dòng điện hạt mang điện tích âm thì sẽ di chuyển ngược chiều điện trường, đúng không? Cho nên bản chất dòng điện là dòng chuyển rời có hướng của các electron ngược chiều điện trường. Rồi các bạn số 3 là các bạn nắm cho thầy cái nguyên nhân biểu thức điện trở, tính điện trở theo của một vật dẫn có dạng hình trụ đồng chất tiết diện ngang là S, dài L. Đây là công thức lớp 8 nhé, lớp 9. Các bạn nhớ cho thầy cái công thức xác định điện trở. Đấy chưa? Ngoài ra thì nhớ rằng là điện trở của kim loại tăng theo nhiệt độ. Nhưng các bạn chú ý rằng là các cái bài toán mà điện trở của vật dẫn, điện trở của kim loại tăng theo nhiệt độ, chúng ta chỉ tính toán khi đề bài đề cập thế thôi nhé. Còn bình thường thì chúng ta không phải tư duy rằng là nhớ không may thì sao. Mà bài nào cần liên quan tới nhiệt độ thì tức khắc đề bài sẽ trôi. Đấy chưa? Với dòng điện, với cái phần này chúng ta nắm cho thầy ba cái gạch đầu dòng. Tiếp theo này, sang cái phần này cũng trong thuộc cái bài dòng điện trong kim loại thì các bạn nắm cho thầy cái xuất điện động của cặp nhiệt điện. Cặp nhiệt điện hay người ta còn gọi là pin nhiệt điện, pin nhiệt điện. Được chưa? Này là pin nhiệt điện. Thế cấu tạo của một cái pin nhiệt điện về mặt lý thuyết thì nó cực kỳ đơn giản. Nó chỉ là bộ hai dây dẫn có bản chất khác nhau. Các bạn chú ý nhé. Hai dây dẫn có bản chất khác nhau. Và
hàn hai đầu vào nhau tạo thành mạch kín. Tức là chúng ta là thầy lấy một cái dây, ví dụ đây là lấy là dây, đây là dây đồng này. Được chưa? Dây đồng có một đầu này, hai đầu này. À, và dưới thì sẽ kết hợp với một dây bạc này. Dây bạc. Đây là AG. Thế thì một đầu của dây đồng nối với một đầu được hàn, hàn với một đầu của dây bạc, đầu còn lại cũng được hàn với nhau. Thì một cặp như này người ta gọi là một pin nhiệt điện hay là một cặp nhiệt điện. Nhớ rằng là hai dây này phải có bản chất khác nhau. Và chúng ta có một cái cặp nhiệt điện, đây là ví dụ cặp nhiệt điện đồng bạc. Đã, đồng bạc hay bạc đồng. À, hai đầu này của hai dây là hàn với nhau, được chưa? Thế thì nó có một cái điều thú vị là như này này. Khi mà chúng ta hàn hai cái dây có bản chất khác nhau như thế này, nếu như một mối hàn ở giữ được giữ ở nhiệt độ cao và một mối hàn được giữ ở nhiệt độ thấp, cao thấp như thế nào không quan trọng, miễn là hai mối có sự chênh lệch về gì nhỉ? Chênh lệch về nhiệt độ. Chênh lệch về nhiệt độ. Các bạn chú ý chỉ cần hai mối có sự chênh lệch về nhiệt độ thôi, thì trong cái mạch đấy nó sẽ xuất hiện một xuất điện động. Trong mạch có một xuất điện động. Mà có một xuất điện động tức là chúng ta tạo được một gì nhỉ? Tạo được một nguồn điện, được chưa? Tạo được một nguồn. Bởi vì nguồn điện là gì? Nguồn điện là cơ cấu dùng để tạo ra hiệu điện thế và nhằm duy trì dòng điện, đúng không? Tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện. Đấy là nguồn điện. Đấy. Thì một cái cặp như thế nhá, các bạn chú ý một cái cặp hai dây dẫn khác nhau bản chất, đấu nối nhau ở hai đầu hàn lại hoặc là đấu nối đấy, thì người ta lại gọi là một cặp nhiệt điện hay là pin nhiệt điện. Và khi chúng ta tạo nên sự chênh lệch nhiệt độ ở hai cái mối hàn thì trong mạch sẽ xuất hiện một xuất điện động. Xuất điện động đấy người ta gọi là xuất nhiệt điện động. Là xuất điện động nhiệt điện. Thấy chưa? Tức là xuất điện động xuất hiện do sự chênh lệch nhiệt độ. Người ta gọi là xuất điện động nhiệt điện. Các bạn chú ý nhé. Trong sách giáo khoa thì chúng ta có cái thí nghiệm là một dây đồng này. Một dây công tơ tan này. Con tơ tan được chưa? Một đầu người ta sẽ buộc lại và nhúng vào nước đá. Và một đầu người ta đốt bằng sợi nến. Mục tiêu là đá với nến là để cho nó lệch. Lệch nhiệt độ, lệch nhau thật là nhiều. Chứ cái này thì không có tác dụng gì về mặt ảnh hưởng đâu nhé. Chúng ta chỉ cần tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ. Các bạn có thể là để một đầu ngoài không khí, một đầu vào bếp lò. Được chưa? Miễn là hai anh này chênh lệch nhiệt độ. Thì trong mạch chúng ta sẽ đo, dùng vôn kế chúng ta sẽ đo được một cái giá trị nào đấy. Và giá trị này chính là xuất điện động. Cái vôn kế này chỉ xuất điện động của cái cặp nhiệt điện đồng côn tan tang này, được chưa? Đấy. Thế thì công thức xác định xuất điện động này được tính như thế nào? Vấn đề là chúng ta bảo xuất hiện rồi, xuất hiện một xuất điện động thì xuất điện động này được tính như thế nào, các bạn để ý như thế này. Đấy, có cái công thức rất dễ thôi. Đấy là xuất điện động nhiệt điện thì được tính này. Đây là E nhé. Xuất điện động nhiệt điện E này. Nó sẽ bằng alpha nhân với T1 trừ T2, tức là T lớn trừ T bé. Các bạn chú ý T lớn trừ T bé. Và T lớn trừ T bé này thì cũng bằng T1 độ C trừ T2 độ C. Các bạn chú ý nhé. Hiệu nhiệt độ K thì cũng giống như hiệu nhiệt độ C. Bởi vì chẳng qua độ K với độ C nó chỉ khác nhau một cái hằng số thôi, đúng không? TK thì bằng T độ K đấy. Hay là thầy viết là T độ C đi thì sẽ bằng T độ K. Mà trừ đi 73, được chưa? Cho nên hiệu nhiệt độ K giống hiệu nhiệt độ C. Thì xuất điện động nhiệt điện sẽ được tính bằng alpha T nhân với delta T, T lớn trừ T bé. Trong đó alpha là hệ số nhiệt điện động, xuất nhiệt điện động rồi là hệ số nhiệt điện động. Đơn vị của nó, cái này có thể các bạn sẽ hay gặp ở các bài toán trắc nghiệm. Đơn vị của nó là microvolt trên K. Nhớ nhá. Thực ra các bạn dễ dàng tư duy được đơn vị thôi đây. Chúng ta có E thì phải là gì rồi? Volt này.
mà delta t thì phải là gì đó, phải là k rồi này đúng không? Delta t là k rồi thì alpha phải là một trên gì nhỉ, à, vôn trên gì, vôn trên k đúng không, vôn trên k. Nhưng đây microvolt, nghĩa là tại sao người ta lại hay dùng microvolt, bởi vì nó thường cái này rất bé này. À, cái gì dễ thì nó cũng có cái giá của nó. Các bạn chú ý rằng là tạo ra một nguồn điện từ sự chênh lệch nhiệt độ rất dễ đấy, chúng ta chỉ cần tạo ra hai cái dây, nhưng nó lại có một cái nhược điểm, đây là cái giá trị suất điện động mà nó đem lại, cái này thường rất bé bé bé, tức là tính ứng dụng của nó là gì, ứng dụng của nó là thấp, tức là cái hạn chế đi kèm theo là ứng dụng nó thấp, được chưa? À, tóm lại nhé, công thức xác định suất điện động khi mà có sự chênh lệch nhiệt độ là chúng ta áp dụng được là alpha nhân với hiệu delta t, hiệu này có thể là độ c hoặc độ k. Và cuối cùng thuộc cái phần này này các bạn, trước khi sang cái phần hiện tượng siêu dẫn thì các bạn có thể, một số bạn lại hình dung là tại sao nó lại có thể hình thành được nguồn điện, thì các bạn dở sách giáo khoa là các bạn có thể hình dung như sau. Khi mà chúng ta cho hai cái đầu dây nó tiếp xúc với nhau, hàn lại với nhau là hàn, thì nhiệt độ T1 lớn hơn nhiệt độ T2 đúng không? Nhiệt độ T1 lớn hơn T2 thì electron nó sẽ khuếch tán từ đầu nóng qua đầu lạnh. Khuếch tán mạnh hơn từ đầu nóng qua đầu lạnh, electron nó sẽ di chuyển bên này. Đây này, nhiệt độ T1 lớn hơn T2 nhé. Nó sẽ di chuyển sang bên này. Đương nhiên rằng sẽ có cả electron di chuyển từ bên lạnh sang bên nóng, nhưng cái sự di chuyển từ bên này sang nó nhiều hơn, nó nhiều hơn. Và khi nó nhiều hơn thì nó tạo lên sự chênh lệch mật độ. Bên này mật độ electron sẽ ít hơn bên này, và bên này sẽ hình thành đầu nóng, sẽ hình thành là cực gì? Cực dương, còn đầu lạnh hình thành cực gì? Cực âm. Các bạn có thể quan sát ở trong cái hình sách giáo khoa nó sẽ nét hơn. À, bây giờ chúng ta đề cập tới một cái hiện tượng nữa là hiện tượng siêu dẫn. Hiện tượng này có những năm là có những lần là xuất hiện trong 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 đề minh họa rồi. Hiện tượng siêu dẫn là gì? Để các bạn nhớ cho thầy này. Hiện tượng siêu dẫn chính là hiện tượng, hôm hôm rồi chúng thầy cũng nhắc một lần rồi đấy. Hiện tượng điện trở suất của vật liệu giảm đột ngột xuống bằng không. Được chưa? Giảm đột ngột xuống bằng không nhé. Khi nhiệt độ của vật giảm xuống một giá trị TC nhất định, tức là khi mà T nhỏ hơn bằng TC thì dẫn tới là gì? Dẫn tới điện trở của vật dẫn bằng không. Được chưa? Điện trở vật dẫn bằng không. Tại sao điện trở vật dẫn bằng không? Bởi vì điện trở suất của vật liệu nó giảm xuống, đột ngột xuống bằng không thì điện trở vật dẫn nó bằng không. Thì hiện tượng này người ta gọi là hiện tượng siêu dẫn. Siêu dẫn ở đây có nghĩa là, nó hàm nghĩa có nghĩa là dẫn điện siêu tốt, dẫn siêu tốt đúng không? Dẫn siêu tốt, dẫn siêu tốt tức là không cản trở. Đấy chưa? Thì người ta đặt cái tên là hiện tượng siêu dẫn, là dẫn điện cực kỳ tốt. Và hiện tượng siêu dẫn này nó có một số cái ứng dụng, đặc biệt là ứng dụng trong việc là tạo ra từ trường mạnh, bởi vì các cuộn dây siêu dẫn khi không còn điện trở nó tạo ra được cái dòng mà có cường độ lớn, dòng điện có cường độ lớn, dòng điện có cường độ lớn thì tạo ra từ trường rất mạnh, và từ trường rất mạnh này có rất nhiều ứng dụng trong thực tế, được chưa? Cái này có thể là trong lĩnh vực tàu điện tử, rồi là có thể là dùng trong một số cái thiết bị đòi hỏi sự hao phí rất là ít. Đấy. Nhưng mà một số cái hạn chế của cái hiện tượng siêu dẫn ở đây này, thì các bạn chú ý là cái giá trị TC này, thầy đã nhắc là giá trị TC này thường thường nó quá nhỏ, thường là rất bé, thấy chưa? Cho nên là cái này nó cũng kèm theo ưu điểm thì cũng kèm theo nhược điểm, tức là khó khó tạo được cái vật dẫn mà có cái xảy ra cái hiện tượng siêu dẫn ở nhiệt độ bình thường. Tính ứng dụng là phải hạn chế. Như vậy là đấy là cái phần lý thuyết của cái bài dòng điện trong kim loại. Tóm lại là chúng ta có 5 cái đầu mục. Thầy có thể tóm lược lại một lần nữa nhé, lại tóm lược cho các bạn một lần nữa này. Thứ
Thứ nhất là một đầu mục, thứ nhất là hạt tải điện, hạt tải này, tải điện. Hạt tải điện thì chúng ta trả lời là hạt tải điện tự do trong kim loại chính là electron rồi, đúng không? Electron trong kim loại thì mật độ electron này là tự do là lớn, cho nên kim loại dẫn điện tốt. Cái thứ hai là các bạn nhớ cho thầy, từ cái hạt tải điện chúng ta suy ra được bản gì, bản chất. Khi nêu bản chất thì các bạn chú ý phải căn cứ vào hạt tải điện, bởi vì dòng điện chính là dòng chuyển rời có hướng của các hạt tải điện. Bây giờ hạt tải điện của nó là electron thì bản chất của nó phải là dòng gì nhỉ? Dòng electron. Dòng electron đi hay là chuyển rời có gì? Rời có hướng, đúng không? Về bản chất là dòng electron chuyển rời có hướng. Và đương nhiên nó phải là ngược, ngược chiều của E. Tại sao nó ngược chiều thì thầy lý giải rồi. Đó là F điện bằng QE mà điện tích của electron là âm. Rồi dòng thứ ba là các bạn nhớ cho thầy cái điện trở. Điện trở đúng không? Điện trở kim loại. Điện trở kim loại. Thì có cái công thức rất hay dùng, đấy là R bằng rho L trên S. Rồi sau đó là điện trở. Các bạn nhớ thầy cái điện trở kim loại. Kim loại nha, tăng theo nhiệt gì? Theo nhiệt độ. Lý do tăng theo nhiệt độ là chúng ta trả lời rất đơn giản là bởi vì khi nhiệt độ tăng thì ion nó sẽ dao động mạnh hơn, đúng không? Quanh nút mạng nhanh mạnh hơn. Đấy, nhanh mạnh hơn thì nó sẽ cản trở nhiều hơn. Được chưa? T đây là T chứ T0. Điện trở kim loại tăng theo nhiệt độ. Đấy là dòng thứ ba. Dòng thứ tư là các bạn nhớ thầy, đây, cái khái niệm suất điện động của cái cặp nhiệt điện, đó là cặp nhiệt điện. Cặp nhiệt điện thì chỉ nhớ cho thầy nó là về bản chất nó là hai cái dây mà kết nối với nhau bằng hai cái mối hàn. Nhưng cái suất điện động của nó thì các bạn cần phải nhớ đấy là E sẽ bằng alpha T nhân với T lớn trừ T bé, đúng không? Lớn trừ đi T bé. Như vậy là nếu như chênh lệch càng lớn, chênh lệch nhiệt độ càng lớn thì chúng ta sẽ tạo được cái suất điện động càng lớn. Người ta đã từng có những ý tưởng là sản xuất điện bằng cách là cho một cái đầu, tạo ra cái cặp nhiệt điện và cho một cái đầu vào khu vực mà núi lửa đang phun trào đấy, cái vùng mà đang có phun trào còn đầu còn lại. Hoặc là có những ý tưởng người ta sẽ cho một cái đầu xuống trong lòng đất, thì các bạn biết trong lòng đất nhiệt độ rất cao, còn đầu ở trên ngoài đấy, nhưng đấy vẫn chỉ là ý tưởng thôi, đúng không? Còn nhiều cái việc mà nó kèm theo công nghệ, kèm theo điều kiện, kèm theo, cho nên là khả năng thực hiện thì chưa. Và cuối cùng là cái hiện tượng siêu dẫn này, các bạn nhớ cho thầy đấy, hiện tượng siêu dẫn là gì? Siêu dẫn chẳng qua là điện trở trở về không khi mà nhiệt độ thỏa mãn điều kiện là nhỏ hơn một giá trị nào đó, và thường giá trị này rất nhỏ, được chưa? Nó tầm âm mấy trăm độ, âm mấy chục độ, nó khó tiến hành. Đã, các bạn chú ý cho thầy. Và bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn hệ thống lại thông qua một số cái cả câu hỏi lý thuyết lẫn bài tập. Chúng ta bắt đầu cả câu hỏi lý thuyết lẫn bài tập. Thế câu hỏi lý thuyết thì thầy sẽ hỏi nhanh thôi, các bạn tua nhanh thì thầy hướng dẫn đọc và trả lời luôn cho thầy. Chúng ta bắt đầu với câu thứ nhất. Đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế thì nhận định nào sau đây là đúng? Chúng ta đang tìm nhận định đúng. Electron sẽ chuyển động tự do hỗn loạn. Cái này là không đúng rồi, đúng không? Đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế có nghĩa là chúng ta đã tạo ra một gì đó, một điện trường rồi. Điện trường. Và cái điện trường này sẽ làm cho E như thế nào nhỉ? Chuyển động có hướng, tức là tạo nên dòng điện, được chưa? E chuyển động có hướng là tạo nên dòng điện. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn được đáp án là gì? Các electron tự do sẽ chuyển động ngược chiều điện gì? Điện trường. Này, F điện bằng QE nhé. Q này nhân với E. Q nhỏ hơn 0, chúng ta suy ra được F điện nó sẽ ngược chiều với
E, và chính ép điện ngược chiều với E sẽ làm cho electron chuyển động ngược chiều điện trường. Câu số 1 của chúng ta chính là gì? C. Nào bây giờ một bạn trả lời giúp thầy cái câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 của chúng ta là kim loại dẫn điện tốt vì mật độ electron tự do trong kim loại rất lớn, khoảng cách giữa các ion nút mạng trong kim loại rất lớn, giá trị điện tích chứa trong mỗi electron tự do kim loại lớn hơn chất khác, mật độ các ion tự do lớn. Nào bây giờ mời bạn, thầy sẽ mời một bạn trả lời giúp thầy. Đăng A chọn đáp án cho thầy cái câu số 2 này. Với câu số 2 này thì chúng ta sẽ lựa chọn được đáp án nào đây nhỉ? Đương nhiên là chúng ta vừa mới nhắc xong rồi đúng không? Mật độ electron lớn chính là cái nguyên nhân làm cho kim loại của chúng ta dẫn điện tốt. Tức là ở đây chúng ta chọn được luôn đáp án là gì? Mật độ electron tự do trong kim loại lớn. Được chưa? Còn các bạn chú ý ra nhé, ion dương trong kim loại sẽ là ion dương trong kim loại rồi. Ion dương trong kim loại sẽ là cố định, chỉ dao động tại chỗ thôi này. Dao động tại chỗ. Được chưa? Ion dương dao động tại chỗ. Được chưa? Bây giờ đến câu tiếp theo là câu số 3. Câu số 3 là khi đường kính của khối kim loại đồng chất tiết diện đều tăng 2 lần thì điện trở của khối kim loại sẽ như thế nào? Các bạn chú ý là đường kính tăng 2 lần. Đúng không? Khối kim loại đồng chất. Thầy nhắc lại cái công thức tính điện trở của khối kim loại đồng chất, thầy có thể vẽ dây nó có dạng hình trụ như này. Đây là diện tích tiết diện, chiều dài của dây. Được chưa? Chiều dài của dây. Thì đường kính của cái khối kim loại đồng chất, tức là cái đường kính của cái này này, này cái hình tròn tiết diện này, nó tăng 2 lần đúng không? D tăng 2 lần. Thì lúc đấy chúng ta sẽ có S này. S phẩy đúng không? S phẩy sẽ bằng tăng 2 lần thì S phẩy sẽ bằng pi này. R phẩy bình phương và nó bằng pi. Đường kính tăng 2 lần thì các bạn chú ý rằng bán kính cũng tăng 2 lần, đường kính tăng 2 lần, bán kính tăng 2 lần, như vậy cái này sẽ là R 2R đúng không? 2R tất cả bình. Đấy. R tất cả bình. Thì nó sẽ bằng 4S. S phẩy bằng 4S. Đấy. S phẩy bằng 4S thì chúng ta sẽ áp dụng cái công thức là R này bằng rho nhân với L mà trên S. Đương nhiên rằng là cái rho và cái L này không đổi, mà S của chúng ta là tăng 4 lần. S tăng 4 lần đúng không? 4 lần. Thì chúng ta sẽ suy ra được R như nào nhỉ? Giảm mấy lần? Giảm 4 lần. Được chưa? Kết quả bài toán của chúng ta là D. Đấy, một bài mà thì diễn giải luôn cho các bạn một công thức liên quan tới điện trở, liên quan tới tiết diện. Và chúng ta dùng tư duy thì chúng ta cũng đoán được là nó giảm rồi đúng không? Vấn đề là nó giảm bao nhiêu lần. Bởi vì dây càng to thì tải điện càng dễ thôi. Đó là một cái điều mà dễ tư duy. Câu số 4 nào. Bây giờ câu số 4 thì thầy sẽ mời một bạn trả lời cho thầy để ổn định luôn cái hiện tượng siêu dẫn là gì. Chúng ta có các kết luận này. Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng điện trở của dây dẫn kim loại giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp. Rồi là điện trở của vật giảm xuống rất nhỏ khi điện trở của nó đạt đủ cao. Rồi điện trở của vật dẫn giảm xuống bằng không khi nhiệt độ của vật nhỏ hơn một giá trị nhiệt độ nhất định. Và câu D là điện trở của vật dẫn bằng không khi nhiệt độ bằng không độ K. Nào, bây giờ thầy sẽ mời một bạn chọn giúp thầy. Bạn Dũng nào, chọn luôn cho thầy cái đáp án của câu số 4.
À rồi, cảm ơn, chính xác luôn là C. Như vậy là chúng ta có đáp án của cái định nghĩa hiện tượng siêu dẫn, tức là đến một giá trị nhiệt độ nhất định, đúng không? Nhiệt độ nhất định này là tùy theo với vật dẫn. Tiếp tục với câu số 5. Chúng ta sẽ sang cái câu số 5, lý thuyết số 5. Câu lý thuyết số 5 là trả lời cái câu hỏi là suất nhiệt điện động phụ thuộc vào cái gì? Cái công thức thì thầy vẽ lại là hai dây dẫn có cái gì có bản chất khác nhau này, ví dụ như đồng này hoặc là với vàng này, lần này lại dùng vàng này. Đây là nhiệt độ T1, đây là nhiệt độ T2 đúng không? Chúng ta có suất nhiệt điện động phụ thuộc vào cái gì, thì chúng ta có E nó chính là bằng alpha T này mà nhân với T lớn trừ đi T bé này. Được chưa? Đó là T2 trừ T1 hay T1 trừ 2 tùy theo đầu nào chúng ta để nhiệt độ cao hơn. Thế thì căn cứ vào cái biểu thức này chúng ta dễ dàng chọn được luôn đúng không? Suất nhiệt điện động phụ thuộc vào gì? Độ chênh lệch nhiệt độ mối hàn và bản chất hai kim loại. Đã. Độ chênh lệch tức là delta T. Còn bản chất hai kim loại là phụ thuộc vào cái này này. Các bạn chú ý nhé, cái này không phải chỉ phụ thuộc vào một mà nó phải là hai kim loại. Ví dụ đồng mà ghép với vàng thì nó sẽ khác, đồng ghép với bạc nó sẽ khác, đồng ghép với sắt hay đồng ghép với nhôm. À, nó phải phụ thuộc vào cả cặp. Thấy chưa? Bản chất hai kim loại chứ không phải là một. Như vậy là đáp án của câu 5 các bạn sẽ ghi nhận như thầy là A. Tiếp tục với câu số 6. Câu số 6 là điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào? Đương nhiên là tăng khi nhiệt độ gì nhỉ? Tăng khi nhiệt độ tăng. Các bạn chọn luôn như thầy là đáp án là B. Câu số 7. Chúng ta sẽ làm nhanh luôn. Câu số 7 là quay lại hiện tượng siêu dẫn. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn được đáp án là gì? Đột ngột giảm xuống giá trị bằng 0 này. Điện trở kim loại giảm xuống. Các bạn đọc cho thầy và bắt đầu chúng ta sẽ chọn lựa được cái đáp án cho cái câu số 7 là liên quan đến hiện tượng siêu dẫn. Hiện tượng siêu dẫn thì chúng ta nhắc rồi là hiện tượng điện trở giảm đột ngột đến giá trị bằng 0 khi nhiệt độ hạ xuống nhiệt độ TC nào đó đúng không? Thì chúng ta chọn luôn được đáp án luôn rồi. Tóm lại là các bạn nhớ cho thầy, cái này mang tính chất nhắc lại cho các bạn một lần nữa thôi. Tiếp tục với câu số 8. Chúng ta có vài câu lý thuyết thôi, chốc nữa thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm vài bài tập, vài câu lý thuyết để hệ thống lại cái lô mà chúng ta vừa học. Câu số 8 là chọn đáp án đúng. Điện trở dây dẫn bằng kim loại giảm khi nhiệt độ tăng. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển rời của các electron. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển rời có hướng của các ion. Kim loại dẫn điện tốt vì mật độ electron trong kim loại là lớn. Đúng không? Thì chúng ta chọn được đáp án là D luôn. Đây, đáp án đúng nhé. Cái này nhớ các bạn chú ý là chuyển rời của các electron là không đúng. Phải chuyển rời này là phải chuyển rời có gì nhỉ? Có hướng, chứ electron mà nó di chuyển loạn lên thì cũng không được. Còn trong kim loại thì không phải là ion, ion là cố định rồi. Câu số 9 luôn này, thì làm luôn. Chọn đáp án sai, dòng điện qua dây dẫn kim loại gây ra các tác dụng nhiệt. Thì đương nhiên rồi, do va chạm đúng không? Nó nhường một phần động năng và làm cho dây nóng lên. Hạt tải điện trong kim loại là ion, cái này là sai là dễ rồi. Chọn luôn được đáp án là hạt tải điện trong kim loại là ion. Được chưa? Tiếp tục nào. Chúng ta còn mấy trang bài tập nữa cơ. Đây là mấy trang lý thuyết. Các bạn chịu khó chúng ta theo dõi để làm một cơ số bài tập nữa cho nó dứt điểm đi. Câu số 10. Dòng điện trong kim loại là dòng di chuyển có hướng của electron tự do ngược chiều điện trường đúng không? Câu số 11, nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại đây. Là các electron tự do va chạm của các electron tự do với chỗ mất trật tự
yêu nút mạng thì chúng ta chọn luôn được đáp án là A. Được chưa? Câu số 12. Khi hai kim loại tiếp xúc với nhau luôn có sự khuếch tán của electron tự do và các ion dương. Các ion dương là vứt rồi này. Cái này là sai vì ion không chuyển động từ này sang thằng kia, đúng không? Nó dao động tại chỗ. Câu B là luôn có sự khuếch tán của các hạt mang điện tự do qua lại ở lớp tiếp xúc. Hạt mang điện cụ thể ở đây là hạt tự do thì đang chung chung, đúng không? Các electron tự do chỉ khuếch tán từ kim loại có mật độ tự do lớn sang mật độ tự do bé. Cái này là trong hóa học nó có một cái cụm từ mà các bạn hay dùng, đó là cân bằng động. Nó sẽ không đúng. Trong quá trình cân bằng thì luôn có sự di chuyển từ thằng này sang thằng kia. Vấn đề là nó di chuyển dòng qua lại, mật độ nó mất cân đối là một đường nó sang nhiều và một đường nó sang ít, cho nên nó không bằng nhau. Trong hóa học các bạn có cái cụm từ giống cân bằng động, đúng không? Đó là với câu số. Như vậy là cái câu số 12 này các bạn sẽ chọn cho thầy được cái đáp án là B, đúng không? Luôn có sự khuếch tán của các hạt tự do qua lớp tiếp xúc, còn thằng nào tiếp xúc nhiều, thằng nào sang nhiều, thằng nào sang ít thì lại là một vấn đề khác. Đấy chưa? Đáp án là B này. Tự do ở đây chính là electron. Tiếp tục với câu số 13. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang lô bài tập. Câu số 13 của chúng ta là gì? Tìm phát biểu sai. Dòng điện qua kim loại gây ra tác dụng nhiệt, điện trợ xuất của kim loại giảm khi nhiệt độ tăng. Đây, đáp án sai là B luôn rồi, đúng không? Điện trợ xuất phải tăng khi nhiệt độ tăng. Và các bạn chú ý cho thầy nhé. Dòng điện trong kim loại sẽ tuân theo đúng định luật ôm khi mà điện trở không đổi. Định luật ôm ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ có Y bằng U trên gì nhỉ? U trên R. Y bằng U trên R thì suy ra được đường Y theo gì nhỉ? Theo U này. Nó sẽ là qua gì nhỉ? Qua U, đoạn thẳng qua U, đúng không? Đồ thị của nó sẽ có dạng này. Đây, đây là trục Y. Đây là V, hoặc là các bạn có thể dùng trục U thẳng đứng hay là nằm ngang đều được hết. Đây, thì cái đường đặc trưng này, này người ta gọi là đường đặc trưng von Ampere nhé. Các bạn chú ý đường đặc trưng von Ampere. Tại sao người ta gọi là đường đặc trưng von Ampere? Bởi vì một đường là nó sẽ là có đơn vị là Ampere, một trục có đơn vị là vôn, nên đường đặc trưng von Ampere, đường biểu diễn của Y theo U. Đây, bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ xét bài tập đầu tiên. Câu số 14. Người ta cần một điện trở 100 ohm bằng một dây nichrome có đường kính là 0,4 mm. Điện trở xuất của nichrome là cho, tức là cho cái rô đấy, 110 × 10⁻⁸ ohm/m. Hỏi phải dùng một đoạn dây có chiều dài là bao nhiêu? Thực ra cái bài này thì chúng ta áp dụng công thức đơn thuần này, đúng không? Chúng ta sẽ có thể hướng dẫn luôn này. Nhắc lại cái công thức luôn cho các bạn là R bằng rho này nhân với L trên S, nhớ nhá, L trên S. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được L nó sẽ bằng R nhân với S mà trên gì nhỉ? Rho, đúng không? Rho. Đấy, chiều dài. Và nếu như chúng ta tính bằng mét thì bây giờ thầy sẽ thay luôn số cho các bạn này, 100 này. Diện tích ở đây là đường kính, diện tích hình tròn nó sẽ là pi r bình, đúng không? Pi r bình phương. R này là r đường kính đấy, r bán kính trên rho. Được rồi, thầy sẽ thay một lần nữa. Như vậy là nó sẽ là 100 nhân với pi. Bán kính thì bằng đường kính chia 2, tức là 0,4 này. Mm thì thầy chuyển sang mét là nhân với 10⁻³ này. Đúng không? Chia cho gì? 2 này, tất cả bình. Đấy. Và chúng ta chia cho con rho ở đây là 110 nhân với 10⁻⁸. Thì các bạn sẽ tính được kết quả này bằng mét. Được chưa? Sẽ tính được kết quả là bằng mét.
Với bài toán này thì thầy có đáp số ở đây nó sẽ là đáp số nào nhỉ? Đáp số của bài toán này chính là C. Được chưa? Các bạn tính kiểm tra lại cho thầy xem đúng chiều dài của sợi dây là bằng 11,4 mét hay không. Tiếp tục với câu số 15. Một câu cũng đặc trưng nữa, thầy sẽ mời các bạn cùng cùng làm với thầy cái câu số 15. Câu bài toán rất hay gặp khi chúng ta giải quyết các liên quan đến dòng điện trong kim loại. Các bạn đọc cái câu số 25 này. Một thỏi đồng có khối lượng là 176 gram m được kéo thành dây dẫn có tiết diện là tròn. Điện trở dây dẫn là bằng 32 ôm. Khối lượng riêng của đồng là thầy ký hiệu là G thì cho nó dễ nha. Điện trở suất của đồng là rho, dây với rho. Chiều dài và đường kính tiết diện của dây, tức là bây giờ bài toán sẽ yêu cầu chúng ta tìm L và cái gì nhỉ? Đường kính tiết diện của dây. Đường kính tiết diện của dây thì ký hiệu là dây nhỏ đấy. Được chưa? Là bây giờ chúng ta dùng một cái khối đây, vật liệu là đồng Cu có khối lượng là m, và chúng ta chuyển nó thành dây dạng hình hình trụ. Được chưa? Bây giờ người ta sẽ hỏi chúng ta là sẽ kéo dài được một cái chiều dài L là bao nhiêu, và cái đường kính của cái S này sẽ có D bằng hỏi chấm. Được chưa? Đường kính tiết diện bằng hỏi chấm. Với bài toán này thì các bạn lại phải vận dụng cho thầy được mấy cái kiến thức này. Đầu tiên là các bạn sẽ có M khối lượng mà tính theo thể tích. Đúng không? Thì bằng cái gì nhỉ? D nhân với gì? D nhân V đúng không? Khối lượng thì bằng khối lượng riêng nhân với thể tích. Được chưa? Thế bây giờ một bạn lại đọc cho thầy cái khối lượng thể tích của cái dây dẫn ở bên cạnh sẽ như thế nào? Được chưa? Thì thầy mời bạn một bạn đọc cho thầy bạn Ngọc đi, cho thầy biết là cái thể tích của cái dây dẫn hình trụ ở bên sẽ được tính như thế nào. Đấy, cái dây dẫn hình trụ này sẽ được tính như nào, V bằng cái gì? V bằng cái gì đây nhỉ? Đương nhiên là V nó sẽ bằng cái gì? À rồi, tức là S nhân H, như trong trường hợp này thầy sẽ viết là S nhân với L đúng không? Gọi là chiều dài đi, L. S thì nó lại bằng pi, đang tính là g đúng không? Tức là tính là pi g bình trên mấy đi nhỉ? Trên 4 nhân với L này. Được chưa? Đây là thầy đang cụ thể cái công thức của thể tích. Thế thể tích bên này đương nhiên là bằng thể tích bên này, vì từ một cục đồng mà chúng ta gì nhỉ? Chuyển chuyển sang, tức là thay đổi về mặt hình dạng. Thì chúng ta xem như là ở đây là thể tích không đổi đúng không? Thể tích không đổi. Từ cái thể tích không đổi thì chúng ta sẽ kết nối được hai cái thằng này thôi. Rồi chúng ta lại dùng công thức của E của R này đúng không? Thì chúng ta bắt đầu sẽ cụ thể được. Vậy chúng ta sẽ có hai cái phương trình này. Tóm lại là chúng ta sẽ có này. Phương trình đầu tiên là phương trình về mặt điện trở đúng không? R. R của chúng ta sẽ bằng rho này nhân với L này mà trên S. S thì chính là pi g bình trên 4. 4 thì thầy đảo ngược lên, được chưa? Pi g bình trên 4 đảo ngược lên. Và theo như bài toán, đề bài bài toán thì cái này sẽ bằng 30 gì nhỉ? 32. 32 ôm. Là một phương trình. Được chưa? Phương trình thứ hai là chúng ta có kết nối là m này bằng khối lượng riêng nhân với thể tích. Thể tích ở đây thầy vừa viết xong là pi g bình trên 4 mà nhân với gì? L. Đấy, một hệ hai phương trình này, phương trình 1, phương trình 2. Hệ hai phương trình này chúng ta giải ra, chúng ta sẽ suy ra được
chiều dài và đường kính, bởi vì chỉ có hai ẩn là chiều dài và đường kính thôi, đúng không? Này các bạn có thể dùng thuật nhân hai phương trình luôn với nhau cũng được. À, chú ý rằng là chúng ta có hết rồi nhé, có cả con d lớn, có cả con m, có cả con rho này. Đấy. Có tất tần tật chỉ có hai ẩn là gì? L và d thôi. Thì các bạn dùng thủ thuật là nhân luôn, nhân luôn thì nó sẽ mất cái con d bình, mất con d bình, được chưa? Mất luôn cái con pi d bình để chúng ta sẽ được luôn cái kết quả về l. Rồi lắp l lên thì chúng ta sẽ tìm được d, đúng không? Thì bài toán này các bạn quy chuyển hết đơn vị cho thầy. Đây là kg trên mét khối thì giữ nguyên, gam thì các bạn nhân thêm 10 mũ trừ 3 cho thầy này. Được chưa? Còn chỗ này thì giữ nguyên. Tóm lại là chúng ta chỉ có phải đổi duy nhất một cái đơn vị, đấy là đơn vị của m. Được chưa? Một đơn vị của m. Thì các bạn giải cái hệ này ra nhé, thì kết quả giải hệ chúng ta sẽ được đáp án ở đây là L sẽ bằng 200 m. Và sau khi biết được L thì các bạn sẽ giải ra được D. D nó sẽ bằng 0,36 nhân 10 mũ trừ 3 m. 0,36, 3,6 nhân 10 mũ trừ 4 m. Được chưa? Ý, đó là cái bài toán quan trọng nhất của bài toán này, là các bạn lại nhớ cho thầy cái công thức ở lớp dưới, m bằng d nhân v. Còn v này là trường hợp người ta tán thành hình trụ, cho nên là nó thể tích của nó là bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Chiều cao trong trường hợp này chính là chiều dài của sợi dây. Đã. Và nhớ luôn cách tính diện tích của hình tròn. Diện tích của hình tròn thì pi d bình trên 4, đúng không? Pi r bình hay là pi d bình trên 4. À, như vậy đáp số của bài toán này chính là B. Thì các bạn kiểm tra tính tiếp lại cho thầy. Bây giờ chúng ta sẽ sang một số cái dạng toán nó khác hơn. Đấy là toán về liên quan đến công thức điện trở đơn thuần. Bây giờ chúng ta sang mấy cái bài toán khác xem thế nào. Một câu của thằng Yên Lạc Vĩnh Phúc này. Hai cuộn dây nhôm có cùng khối lượng. Cuộn 1 có điện trở là R1, cuộn 2 có điện trở chưa biết. Biết đường kính của hai cuộn lần lượt là 0,8 và 0,2 mm. Điện trở của cuộn thứ hai là, cái này thì thực ra thật là dễ thôi, đúng không? Các bạn chú ý rằng là hai cuộn dây có cùng khối lượng nhé, cùng khối lượng này, được chưa? Cùng khối lượng thì ở đây người ta vẫn là chiều dài L1, L2 nhé. Thì thầy sẽ cụ thể cho các bạn như sau này. Các bạn đặt bút tính luôn thầy này. Thầy lập luôn nhá. Đây là R2 đi. Trên R1. R2 trên R1 thì nó sẽ bằng rho này. Tại sao thầy chỉ dùng một con rho thôi? Bởi vì đây là cuộn dây nhôm này. Tức là cùng chất. Được chưa? Nhân với L1 trên S1 và ở dưới là R2 chứ thầy xin lỗi là 2. Thầy đang lập 2 trên 1 rho này. L2 là L1 trên S1. Tóm lại nó sẽ bằng thầy đang lập 2 trên 1. Thì ở trên sẽ là L2 chia cho L1 mà nhân với S1 trên S gì? S2. Đây. Chung quy lại chiều dài thì không giống nhau đâu. Được chưa? Nhưng có khối lượng bằng nhau. Khối lượng bằng nhau thì bây giờ chúng ta lại tìm tiếp này. Dựa vào cái khối lượng bằng nhau thì chúng ta sẽ suy ra được cái tỷ lệ chiều dài này. Bây giờ thầy sẽ tiếp. M1 để dùng viết dưới đây cho các bạn dễ hình dung này. Chúng ta có M1 thì bằng S1 nhân với L gì nhỉ? L1 nhân với D, đúng không? Khối lượng này, khối lượng riêng này, nhân với cái này là thể gì? Thể tích, thì viết cho nó nhanh. M2 thì bằng là S2 L2 nhân với gì? M1 bằng M gì? M2 tương đương với cái gì? M1 bằng M2 tương đương với S1 L1 sẽ bằng S2 L2. Đấy, S1 L1 bằng S2 L2. Thấy chưa?
S1L1 bằng S2L2, như vậy L2 trên L1 sẽ bằng cái gì? Thầy dùng luôn tỷ số cho nó nhanh. Ở đây thì lườm ở trên thấy cái L2 trên L1 thì L2 trên L1 chúng ta sẽ biến thành S1 chia cho S2. Tích chiếu nó vẫn đảm bảo bằng nhau đúng không? S1L1 bằng S2L2 công thức là khối lượng bằng nhau nhé. L2 trên L1 bằng S1 trên S2. Như vậy cái này thì có thể viết được, kết hợp hai cái này thì chúng ta suy ra được R2 trên R1 sẽ bằng S1 bình phương trên S2 bình phương đúng không? S1 trên S2 nhân S1 trên S2. Đấy. Và S1 bình phương trên S2 bình phương thì nó sẽ là G1 bình trên G2 bình. Đấy, G1 bình trên 2 bình. Được chưa? G1 bình trên G2 bình thì nó sẽ là cái gì ấy nhỉ? G1 đâu rồi? Biết đường kính của hai quận lần lượt là quận 1, quận 2 đúng không? 8. 8 mà chia cho 2 thì chắc là bằng 4. 4 nhân 4 thì chắc là bằng 16. Như vậy R2 bằng 16R1. 16R1 là bằng mấy nhỉ? Đúng không nhỉ? R2 trên R1, R1 bằng 2 à? Đúng rồi, R1 bằng 2. Mà G1 S1 bình, à cái thầy xin lỗi là thành mũ 4 đi đúng không? Này là thành mũ 4. Xin lỗi là mũ 4. Phải là mũ 4 rồi đấy. Bởi vì S bình mà, S là đã D bình rồi, bây giờ mũ 4. Đấy. Mũ 4 có nghĩa là chúng ta sẽ có 4 mũ 4, 4 mũ 4 nhân với 2 đúng không? 4 mũ 4 nhân với 2 thì kết quả của chúng ta sẽ được bằng 512 ohm. Đấy, 512 ohm. Từ đây nhé, chúng ta suy ra được R2 bằng 8 phần 2 mũ 4 nhân 2 bằng 5 512 ohm. Đấy. Một cái bài toán nặng về tư duy toán hình học lớp 4 đúng không? Lớp 4 thể tích của hình trụ tròn, khối lượng riêng, khối lượng nhân thể tích, đáp số của bài toán là D. Các bạn kiểm tra lại cho thầy. Được chưa? Tiếp tục với câu số 17. 17 có lẽ thầy mời một bạn làm này. Một dây bạch kim ở 20 độ C có điện trở suất là, tính điện trở suất của dây bạch kim này ở 1220 độ C. Giả thiết điện trở của dây dẫn bạch kim trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ. À, cái này thì lại dễ quá đúng không? À, chúng ta tính luôn rồi cái này thầy hướng dẫn luôn các bạn thôi nha. À, các bạn lại mất công đọc của thầy. Chúng ta áp dụng luôn rho bằng gì nhỉ? Rho 0 nhân với 1 cộng với alpha nhân với t trừ t gì? T0. Được chưa? Đấy. Ở đây có hết rồi. Đây là t 0 này. Đây là t này. Được chưa? Và đây là alpha rồi này. Alpha có rồi, rho 0 đây. Thì các bạn lắp vào các bạn sẽ tính được. Được chưa? Người ta hỏi là giả thiết nhiệt độ để đảm bảo rằng chúng ta dùng được công thức thôi. Tính rho, lắp số vào. Thì kết quả của bài toán này chúng ta lắp số như sau này. Bây giờ chúng ta lắp số. Lắp số ở đây là gì? Chúng ta sẽ được rho là bằng rho 0 là bằng 10,6 nhân 10 mũ trừ 8 này. 10,6 10 mũ trừ 8 nhân với 1 cộng alpha của chúng ta là 3 nhân 10 mũ trừ 3 này. 10 mũ trừ 3 nhân với 1220 trừ đi 20 thì kết quả các bạn sẽ tính được cái này nó bằng đáp án D. Được chưa? Đã. Đơn vị của nó sẽ là ohm nhân mét. Các bạn muốn kiểm tra đơn vị của anh rho này thì cũng dễ thôi, các bạn phải tư duy từ biểu thức á, thì sẽ nhớ được đơn vị của rho này là ohm nhân mét. Bởi vì bản thân của nó là cái gì? Chúng ta có R này, ra ohm này, mà rho này lại nhân với L trên S này. Đấy chưa? Này, S thì là mét vuông này. Cái L này là gì? Là mét này. Đấy chưa?
thì chung quy lại rút gọn đi thì còn mét này. Đây. Muốn ra ôm thì đương nhiên cái này phải là ôm nhân gì, ôm nhân mét thì rút gọn đi, tiếp tục thì nó mới ra ôm. Như vậy đơn vị của rho đó là điện trợ xuất sẽ là ôm nhân gì, ôm nhân mét. Các bạn có thể tư duy ngược đơn vị của các đại lượng. Tương tự chúng ta sẽ có cái câu số 18 thôi đúng không? Bóng đèn 220V 40W có dây tóc làm bằng Wolfram. Đây là đèn sợi đốt ngày xưa đây. Đèn dây tóc. Điện trở của bóng đèn dây tóc ở 20 độ C là R0. Cho biết hệ số nhiệt điện trở của Wolfram. Nhiệt độ của dây tóc khi bóng đèn sáng bình thường là không, bóng đèn sáng bình thường thì chúng ta phải biết là R nó sẽ bằng R0 nhân với 1 cộng với alpha nhân với delta T. Đấy, chúng ta sẽ dùng công thức này để viết delta T cho nó ngắn gọn. Thế thì ở đây R0 có rồi. Mục tiêu là chúng ta phải tìm R đúng không? Phải tìm R. Thì chúng ta mới suy ra được delta T. Rồi suy ra được delta T thì chúng ta mới tìm được cái gì? Tìm được T lúc sau, đúng không? T sau bằng bao nhiêu? Đấy. Thế muốn tìm được R này thì các bạn chú ý rằng là đèn sáng bình thường chính là cái nhiệt cái R này chính là điện trở khi đèn sáng bình thường. Được chưa? Đèn sáng bình thường thì ở đây chúng ta có P này bằng U nhân Y này. Y lại bằng U trên R cho nên nó bằng U bình trên gì nhỉ? Trên R. Điều đó nghĩa là chúng ta có R bằng U bình trên gì? U bình trên P đúng không? Đây, R bằng U bình trên P. Thì ở đây đầu tiên thầy sẽ suy ra trước nữa. Đây, U bình trên P, chỗ này thầy thay bằng U bình trên P nhé. Thì chúng ta sẽ có delta T bằng nhân phá như này. U bình trên P sẽ bằng R0 cộng với R0 nhân với alpha nhân với delta gì nhỉ? Delta T. Từ đó các bạn sẽ suy ra được cho thầy cái delta T nó sẽ bằng U bình này trên P này mà trừ đi R0 đúng không? Mà chia cho R0 nhân với an gì? Alpha. Đấy, các bạn lắp vào thôi. Và thầy lắp luôn này. Cái này sẽ biến đổi tương đương luôn. Cái này thì thay bằng gì nhỉ? Thầy thay bằng T mà trừ đi mấy đây nhỉ? 20 này, 20 độ C. T trừ 20 nhá. Thì chúng ta suy ra được T sẽ bằng U bình này, viết luôn này, U bình trên P này trừ đi R0 này trên R0 nhân với alpha mà cộng với 20, lắp số vào. U bình ở đây là sẽ là 220 bình phương này trên P ở đây sẽ là 40 này trừ đi R0 là 121 này. Được chưa? Trên 121 là R0 và nhân với alpha của chúng ta là 4,5 10 mũ trừ 3 mà cộng với 20. Được chưa? Thì kết quả ở đây các bạn sẽ tính và kiểm tra lại cho thầy xem đáp số ở đây. Thầy đang tích vào đáp số là A. Đáp số là tích là A. Được chưa? 2020. Đấy, các bạn kiểm tra lại cho thầy xem chính xác đáp số có bằng như thế không. Độ C. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải quyết nốt cái câu số 19. 19 nào? 19 là liên quan tới điện trở. Một dây dẫn đồng có tiết diện có điện trở là R ở 20 độ C, biết hệ số nhiệt điện trở của đồng là 4,3 10 mũ trừ 3. Để điện trở của dây tăng lên gấp đôi, gấp 100/99 lần thì nhiệt độ phải. Cái này thì các bạn sẽ tự tính cho thầy, thầy gạch đáp số một câu thử thực hành nhé. Đáp số chốc nữa thầy sẽ gửi cho các bạn cái file này. 19, đáp số là B. Được chưa? Bây giờ thầy muốn là các bạn nhìn lại mấy cái bài tập mà về cái xuất nhiệt điện động này. Để chúng ta kết thúc vấn đề xuất nhiệt điện động. Câu 20. Đây, đúng rồi, lên chuỗi bài tập xuất nhiệt điện động rồi.
Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động là alpha T bằng như này, microvolt trên K, được đặt trong không khí ở 20 độ C, còn mối hàn kia được nung đến nhiệt độ T độ C. Suất điện động nhiệt điện của cặp này là 6 mV này, các bạn chú ý nhé, nó có 6 mV này. Đấy. À, nhiệt độ của mối hàn của đầu mối hàn còn lại là, đấy, một cái bài toán thuộc cái chuỗi suất nhiệt điện động. Thầy sẽ hướng dẫn các bạn thử một hai bài để các bạn hình dung đơn vị các đại lượng trong đó nó như thế nào. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta quay lại, đầu tiên việc đầu tiên là chúng ta điểm danh lại cái công thức cái nã. Công thức của chúng ta là đây là E nhá, thầy viết E này cho nó dễ luôn này. E này. Công thức dùng bởi vì nó rất đơn giản cho nên là các bạn dùng một lần và thi thoảng các bạn phải tư duy lại thì mới nhớ được. Công thức thì không có gì nhưng mà lại khó nhớ đấy. Tức là E bằng alpha T nhân với T cao này. T cao thì T thấp, ở đây là được nung nóng đến nhiệt độ đúng không? T độ C luôn đi. Trừ đi T thấp này, T thấp ở đây là trừ đi 20 độ C. Đấy. Ta viết luôn được biểu thức này. À, mục tiêu của chúng ta là tìm T độ C đúng không? Tìm T độ C. Đó là nhiệt độ của mối hàn còn lại. Và biết hết rồi, biết alpha này, biết E này. Vấn đề là bây giờ các bạn sẽ phải thay đơn vị cho thầy. Thì ở đây đang là microvolt. Thường cái hệ số này rất nhỏ, các bạn phải chuyển sang volt khi tính toán cho thầy. Chuyển sang volt nhé. Và đây là millivolt thì các bạn chuyển sang volt. Phải đồng nhất đơn vị. Hoặc là các bạn cùng chuyển sang millivolt, hoặc là các bạn cùng chuyển sang volt, hoặc sang microvolt. Bởi vì hai cái này nó đồng nhất đơn vị là được. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn vào biểu thức này, chúng ta sẽ suy ra luôn được này. Thay luôn nhá. T độ C sẽ bằng gì? Sẽ bằng E này mà chia cho alpha T này. Đúng không? E alpha T cộng với gì? 20. Và cái này thì sẽ lắp vào này. 6 10 mũ trừ 3 này. Trên cái này là 4 8 10 mũ trừ 6 này. Đấy, các bạn chú ý nha, đây là microvolt thì chuyển 10 mũ trừ 6. Và ở đây là cộng với 20. Thì kết quả là các bạn sẽ tính được cái này nó sẽ sang độ đang là độ độ C. Được chưa? Còn nếu như mà tính độ K thì các bạn nếu mà thay độ K thì các bạn phải lấy cái này là 20 độ C thì đó là 290 gì nhỉ? 93 này, tức là thay cái chỗ này là cộng với 293 thì nó sẽ ra độ K. Còn đây thì đang tính độ C. Kết quả của bài toán này nó sẽ là bằng đây. Đáp số của bài toán này câu 10-20 nó sẽ là 120. À, cái này thì xin lỗi là không phải là 120. Đáp án của bài toán này là bị một cái là đặt trong không khí, mối quan hàn nung nóng với nhiệt độ. Các bạn chú ý rằng là đáp số của bài toán này đang là 125 độ C đấy, không phải độ K đâu nhé. Này các bạn chuyển hết C như thế. Như này có độ K có nghĩa là nó lại bị thụt, chỉ có mấy thằng này. 125 độ C. Tức là cái này sẽ là mấy nhỉ? 1/8. 6848 mà, 1/8 nhân với 1000 đúng không? 1/8 nhân 1000. Nhân với 1000 là 125, là 145 chứ đúng không? 145. Đáp án là 145 nhá. Lỗi là 145. Mình cái này là 125 cộng với 20, 145 độ C. Mà cộng với 273 thì mới ra độ K. Nó sẽ là 418. Đấy. Tóm lại là 145 độ C còn 418 độ K. Đáp số của bài toán là C. Được chưa? Các bạn chú ý như thế. Nếu theo bài toán thì chúng ta sẽ chọn được đáp án là C.
Quan trọng nhất của cái bài này đấy, thầy vẫn nhắc các bạn là nếu như mà chúng ta gì nhỉ? Chúng ta để 20 độ C thì kết quả tính phải là độ C. Còn nếu như chúng ta đổi cái T0 này sang độ K thì kết quả tính sẽ là độ K. Được chưa? Tiếp tục nào. Bây giờ chúng ta sang tiếp cái bài toán số 21. Chúng ta sẽ làm một số bài số 21 nữa. Rồi chúng ta sẽ kết thúc phần dòng điện trong kim loại. Nối cặp nhiệt điện sắt contantan với 1 mV kế thành một mạch kín giữ một mối hàn của cặp nhiệt điện trong không khí ở 25 độ C. Nhúng mối hàn còn lại trong lò điện, khi đó milivôn kế chỉ 31,2 mV. Biết hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện là 52 μV trên K nhiệt độ bên trong. Đây chính là ứng dụng của cái cặp nhiệt điện kế đây, dùng để xác định nhiệt độ của lò nung. Được chưa? Chứ chúng ta không thể dùng nhiệt kế thủy ngân để mà đo nhiệt độ của lò được. Nhiệt của lò thì thường nó sẽ rất cao, thì nó sẽ nổ tung luôn, đúng không? Phải dùng cái loại nhiệt kế đặc biệt này. Thì cái bài toán này làm cũng giống như cái bài toán ở trên. Về cơ bản là nó giống hệt cái bài toán ở trên, là biết được E này, đúng không? Biết được hết nhiệt độ đầu, nhiệt độ sau. Tìm nhiệt độ đầu, nhiệt độ một nhiệt độ ngoài, tìm nhiệt độ còn lại, giống hệt luôn. Đó là cái bài toán số 21 này chính là bài toán số 20. Như vậy thầy viết lại công thức luôn này. Nó sẽ là T độ T lò này, T trong lò này. Độ C thì nó sẽ bằng E này mà chia cho alpha T này cộng với đây là mấy nhỉ? 25. Được chưa? Này là cộng 25 nhé. Và lắp số vào là E của chúng ta là bằng 31,2 nhân 10 mũ trừ 3 này. Còn cái này là 52 nhân 10 mũ trừ 6 này. Được chưa? Cộng với 25. Thì kết quả cái bài toán này các bạn sẽ tính được nó bằng 625 độ C. Các bạn kiểm tra lại cho thầy 625 nhé. 625 độ C. Được chưa? Còn một bài cuối cùng thì thầy sẽ để cho các bạn. Tóm lại là buổi học hôm nay với dòng điện trong kim loại, về mặt lý thuyết thì các bạn nhớ cho thầy 5 cái đầu mục đấy. Bản hạt tải điện là gì, mật độ ra làm sao, bản chất là gì, đúng không? Điện trở thay đổi theo nhiệt độ như thế nào, hiện tượng siêu dẫn, rồi cặp nhiệt điện hay là pin nhiệt điện. Được chưa? Còn bài tập thì duy nhất các bạn nhớ cho thầy có sự mới ở đây, đó là cái bài tập về suất điện động nhiệt điện thì bằng alpha T nhân với 1 cộng với alpha delta T. Không phải, thầy xin lỗi, là alpha T nhân với delta T luôn. T trừ T0. Được chưa? Còn mấy cái công thức về R với lại R bằng R0, R bằng rho S L trên S với lại R0 nhân với 1 cộng alpha delta T, những loại công thức này là công thức ngày xưa rồi, đúng không? Xung quanh hai công thức này thì hay vận dụng với cái công thức là M bằng D nhân gì? D nhân V. Còn V thì tùy theo nhé, V mà người ta lại làm dây kiểu dây không phải trụ tròn thì lại khác. Mà trụ tròn thì nó là S nhân với L. Đã. Một số cái công thức. Phần câu 22 thì các bạn sẽ tự giải quyết. Tương tự như câu 22 thì nhìn ra một cái vấn đề, đấy là nó lại cho cái gì nhỉ? Điện kế chỉ, thì cái này chúng ta lại thêm một bước nữa. Lại mất công. Với một điện trở thì chúng ta lại thêm một cái giai đoạn là tìm cái gì nhỉ? Tìm E. Thì các bạn chú ý với bài này chúng ta lại áp dụng này này. Nó gồm có một suất điện động. Thôi thử thầy hướng dẫn luôn. Nhìn thấy cái E.
Đây là E này. Điện trở R này. Đây điện trở R và đây là điện trở kế là ampere. Thì chúng ta dùng cái Y bằng này nhá. E mà chia cho R cộng R thôi. Rồi suy ra cái suất điện động. Suy ra suất điện động thì các bạn lại quay lại cái bài số 21 và 20. Được chưa? Thì kết quả của cái câu 22 thì cho luôn để các bạn thôi được rồi, thì chuyển file cho luôn. Các bạn đấy là nó sẽ ra đáp án là D. Được chưa? D nhá. Các bạn kiểm tra lại tự tính như thế. Như vậy là kết thúc cái bài dòng điện trong kim loại. Được chưa? Thầy có ghi lại cái bản này và các bạn có thể chốc nữa thầy sẽ tải lên cái nhóm Facebook của lớp, các bạn có thể xem lại. Được chưa?